Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay Kẹo sẽ hướng dẫn anh em đó là mod giao diện Free Fire phiên bản OB19 với rất là nhiều những cái hình gái xinh cực kỳ là chất lượng anh em ơi. Thôi thì không để mất thời gian của anh em nữa, thì Kẹo sẽ hướng dẫn luôn anh em ngay bây giờ nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình đó là phần mềm Jet Driver. Với lại thì anh em sẽ cần tải thêm một file mình đã để ở phần mô tả video rồi nha anh em. Thì các bạn vào cho mình mục download này, các bạn nhấn vào cái file này, ok. Anh em lựa chọn giải nén 3 chấm nhá. Và bây giờ thì anh em sẽ lựa chọn cái thư mục để giải nén ra nha mọi người. Thì các bạn nhấn vào cái mục này cho mình. Các bạn lựa chọn đó là Android này, mục Data. Ok, các bạn tìm cho mình đó là cái com.dst.freefire.th ở ngay chỗ này luôn này anh em. Các bạn chọn mục File cho mình nhá. Lúc này thì anh em lựa chọn mục Image Tracker này. Các bạn chọn 1.44 này. Rồi nha, và anh em nhấn vào cái nút xanh ở dưới cùng bên phải màn hình. Các bạn nhấn áp dụng cho tất cả luôn anh em. Và anh em nhấn vào thay thế. Bây giờ thì các bạn sẽ cần nhập mật khẩu để giải nén tệp. Và mật khẩu của tệp là Sĩ Kẹo nha anh em. Các bạn nhập đầy đủ này. Sau đó là nhấn OK. Như vậy là đã xong. Bây giờ chúng ta vào game và tận hưởng thành quả thôi anh em ơi. Và đây, bây giờ thì Kẹo show luôn cho anh em nhá. Mọi người chờ Kẹo xíu nè. Bây giờ thì các bạn vào chọn chế độ chơi game thôi anh em ơi. Uầy, bất ngờ chưa các bạn ơi, rất là nhiều hình ảnh gái xinh từ chế độ đấu rank này, đảo quân sự này, rồi là đảo thiên đường này, rồi là anh em thấy không, chế độ tử chiến sắt đao xấy cả thế giới bắn phát chết luôn, toàn hình gái xinh thôi anh em ơi. Anh em thấy ngầu chưa nhỉ? Mod giao diện Free Fire này thì do mình tìm hiểu được và mình chia sẻ đến với anh em nhá. Khi mà anh em vào vòng quay may mắn cũng sẽ có điều bất ngờ nhá. Uầy, anh em thấy chưa? Uầy, trông xinh VCH các bạn nhở. Ngoài ra thì ở những cái mục vòng quay khác như kiểu là vòng quay vàng này, vòng quay Notorola thì cũng là cái nền này. Rồi nha, thêm một mục nữa đó là khi mà anh em vào shop này. Đấy, lại hình gái xinh đấy, tràn ngập trong toàn hình gái xinh thôi anh em. Mục vũ khí này. Rồi nha anh em, như vậy là Kẹo đã hướng dẫn anh em mod thành công rồi nhá. Bây giờ thì làm game thôi nhỉ anh em. Hello, xin chào tất cả mọi người và lại là Kẹo đây anh em ơi. Hiện tại thì Kẹo mới chỉ có mỗi cây K98 thôi. Chán quá nhỉ anh em. Ơ kìa, uầy, coi chừng nào. Uầy, vỡ đầu. Xong luôn một thanh niên anh em ơi. Rất là đơn giản luôn này. Sao phải ngại bục con thằng nào nhỉ anh em. Cơ bản là lâu lắm rồi thì Kẹo không có chơi K98 nữa cơ. K98 thì vẫn là một cái khẩu súng bắn tỉa bắn khá là ngon anh em ơi. Với ống ngắm 8X thì căn sọ rất là dễ dàng với K98 mọi người nhá. Rồi nha anh em, xem lận lờ qua đây xíu nào. Hello, có ai đấy không? Rõ ràng là có một đứa nữa mà, đây à? Phải không vậy? Ui, làm gì mà ngáo thế hả em ơi? Xong luôn, ui, mới vào game cái 8 headshot, vỡ đầu hai thiên niên luôn. Ngon quá nhỉ anh em. Tèn tèn, như vậy là Kẹo có 2 kill rồi nha. Cực kỳ là đơn giản. Kẹo thì Kẹo không tiếp tục xài K98 nữa, nên Kẹo vừa đổi qua chúng ta có combo súng là M451 này. Với lại thì MP40 này. Làm sao hả? Uầy, khủng long cơ à? Anh lại ngại chủ quá cơ. Thôi kệ anh em ơi, khủng long hay là phổ báo gì thì Kẹo cũng cần hết luôn mà. Rồi nha, 3 kill. Thật sự là hơi xoắn quẩy tí anh em ơi nữa hả? Uầy, vãi hả? Vỡ đầu luôn. Tèn tèn, mới thế nên rơm rơm này. Tuổi gì mà sợ được Kẹo hả anh em ơi. Rồi nha anh em ơi, vô cùng là nhẹ nhàng đây. Và lúc này chỉ còn lại có 2-3 người chơi nữa thôi anh em ơi. Tranh thủ lút đồ và lựa chọn cho mình được những cái trang bị ngon nhất luôn anh em ơi. Có gì thì mình cũng lựa luôn mà. Tèn tèn, mỗi tội thì cây M451 là Kẹo bắn không có quen lắm. Tí nữa đổi qua SK hoặc là AK thì mình bắn nó sẽ chuẩn hơn này. Hello. Đây thì chúng ta có thêm được đạn súng tiểu liên. Nói chung thì cũng khá là ổn. Uầy, ông ngắm rick luôn. Đã không? Anh em thì đã không nhở? Rồi nha, vào đây. Chúng ta có thêm tí máu nè. Vâng, lúc này thì Kẹo có tận 7 tí máu cơ. Anh em thấy là có nhiều tí máu không nhở? 7 tí máu như này thì xài bao giờ cho hết hả anh em ơi? Hello, phía này có ai không? Phía này Kẹo nghĩ là cũng chẳng có ai đâu. Hầu như là mấy thanh niên trong trận đấu này là anh em lại đưa nhau đi trốn cả rồi.
Thề luôn tầm này là chẳng cầm được ai nữa này. Hơi chán nhỉ anh em ơi. Đạn súng trường và đạn súng tiểu liên kẹo bây giờ cực kỳ nhiều luôn. Mỗi loại là hơn 250 viên. Anh em thấy khủng bố chưa? Xuống nha mọi người. Lên trên này cái coi nào. Hello hello. Ở đây có ai không vậy? Chưa thấy ai cả luôn nhỉ. Và anh em yên tâm về cái mod giao diện game mà kẹo lúc nãy thì kẹo chỉ cho anh em nha. Đơn giản thì nó chỉ là thay đổi một số những cái hình ảnh trong game thôi. Anh em sẽ không bị khóa nick nhá, nên là anh em yên tâm nha. Riêng kẹo thì kẹo vẫn sai mà. Cơ bản là vào game cái toàn ngắm hình gái phê phết anh em nhờ. Có thêm động lực lấy top 1 chứ lại. Rồi nha, ten ten. Ui, ngay vùng đen G. Kiểu này thôi anh em ơi. Kiểu này thôi. Nữa à? Ui, có người à? Làm sao? Tuổi gì em ơi? Xong rồi nha, 5 kill anh em thấy không? Ngọt sớt luôn anh em ạ. Thề luôn. Mấy đứa này, nói chung là cho nó không đủ trình để ăn được kẹo anh em. Ten ten. Máu thì bây giờ cũng đã full rồi. Chắc là mình ngồi đây mình chờ mùn anger qua đi thôi. Đơn giản là chơi lầy chạy ra ngoài cái. Biết đâu là bom rơi trúng người là chúng ta lại phải chơi lại trận mới bây giờ. Nên là thôi anh em ơi, ở trong nhà cho nó lành đấy. Tầm này là chơi game là ăn chắc mặc bền thôi. Rồi nha anh em ơi. Bom nổ xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục đi săn mạng thôi. Ui, ngon thế. Có luôn được một cái nón level 3 luôn. Anh em thấy dã man chưa? Máu này lượng thêm này, 8 tiêu máu luôn. Và kẹo thì kẹo vừa đổi qua cây súng format nha anh em. Format thì thi thoảng kẹo chơi nó bởi vì là bắn bút 3 viên một lần, bắn rất là phê luôn. Ta ten, lận lờ xuống đây coi nào. Tầm này là còn lại 12 người chơi nữa thôi anh em ơi. Xem như nào chứ nhở. Hello hello, các bạn đâu cả rồi này? Chưa thấy ai cả này, hình như là ở thính có người đúng không anh em ơi? Ở thính có người đúng không? Ui, vãi hả? Vãi hả? Ngáo thế em ơi. Xong nha, xong nha. Ui, chẳng hiểu sao chơi kiểu gì ngáo như này. Thế thì lên bản điểm số sớm là đúng rồi nha bạn ơi. Xuống dưới làm sao là coi anh em. Cái set nó hơi vừa anh em ơi. Xuống nha anh em ơi, vẫn lượm đồ tốt này. Có luôn cả chảo mà lo gì mọi người này. Ui, thằng bé này công nhận là nhiều đồ ngon phết nè. Ten ten. Mà mình để mình quay lại coi. Mình lượm thêm cái đạn phóng lựu anh em ơi. Phải lượm thêm đạn phóng lựu này. Đấy, vướng xe nên là rút hẳn con xe ra ngoài cho nó lành. Ok, mà thôi kệ đi. Hình như là không còn đạn phóng lựu nữa. Đấy, chán quá anh em ơi. Kẹo tưởng là còn thêm đạn phóng lựu cơ. Nhưng mà không có thì thôi vậy anh em ơi. Với hai viên phóng lựu thì chắc là vẫn đủ chơi. Nếu như mà chúng ta xài tiết kiệm. Ten ten. 10 người chơi nữa thôi anh em ơi. Cứ đang lượn lờ xem là có thanh niên nào chạy rông hay không nhở. Xem đứa nào chạy rông, xem là có con bò lạc nào không thì xử luôn. Ấy, phía đây có người nhá. Vãi hà anh em ơi, ba đứa đi map với nhau luôn. Thôi, ghê vãi. Giữ một keo cái. Chẳng hiểu sao luôn anh em ơi, ba đứa rủ nhau đi map này. Anh em thấy vãi hàng chưa? Ghê vãi nhở. Thế này sao chơi này? Làm sao? Ui, làm sao em ơi? Anh lại cho chú xanh mộ bây giờ. Thôi anh em ơi. Chú nó đang sấy một keo kìa. Kiểu này là thôi. Chạy đi cho nó lành, đấy. Không ham anh em ạ. Ba đánh một thì không chuột cũng què. Kẹo mà tiếp tục chơi với chúng nó thì khả năng cao là kẹo lên bản điểm số sớm luôn anh em ơi. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta vẫn không nên chơi. Đơn giản thì hiện tại thì bom vẫn còn khá là to, thế nên là không nên liều mạng vào lúc này làm gì cả. Hello. Hôm sau này thì đây, mình tranh thủ mình lượm thêm tiêu máu thôi. Và rất là tuyệt vời luôn khi mà lúc này thì kẹo có tận 9 tiêu máu cơ. Anh em thấy nhiều không? Anh em thấy khủng không? Từ cái lúc mà mình mang thêm tính năng Paloma thì trong một cái trận đấu mình lượm được rất là nhiều tiêu máu luôn. Ui, phía bên hông chúng ta có người thì phải này. Hơi căng. Ok. Để coi nào. Phần này hơi căng anh em ơi. Và thực sự là cũng hơi bị khó chơi nhá. Ây, thôi. Chạy xuống dưới cho nó lành đấy. Mình sẽ chạy thẳng xuống phía dưới nhà anh em ơi. Không nên ở trên làm cái gì. Rồi nhá. Và hiện tại thì mo cũng đang thu lại này. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng để chạy vào mo thôi. Lúc này thì kẹo có được 6 kill rồi. Vâng. Tầm này là chỉ còn lại có 5 người chơi nữa. Ui, anh em kill nhau nhanh thế nhở. Hello. Rồi nha, ui, vãi hả. Có người luôn cơ ạ. Ghê vậy. Ui, hơi bị gắt hả nha. Thôi, kẹo vào nhà cho nó lành đây. Một đây còn máu thôi mọi người ơi. Ui, bỏ thủ nữa luôn. Vãi trưởng. Anh em ơi. Tranh thủ lút thêm đồ cái. Ui, thằng bé này có thêm bông keo này. Ui, 9 quả bông keo luôn. Đã ghê. Nhiều bông keo thế này mà không top 1 nữa thì hơi phí anh em ơi.
Rồi nha, để kẹo lượn lờ kẹo chạy vào trong bo cái đã. Đứng tạm đây quần máu phát. Không lỡ đâu thằng nào nó bắn mình thì sao nhở? Thì mình lại có phải là ra đi sớm không? Hello. Ten ten, để mình qua đây coi nào. Rồi nha, vào bo tiếp theo nó sẽ thu tại ngay phía này. Nói chung là chúng ta chỉ cần cố thủ tại đây. Đấy, và giữ vững, người ta gọi là giữ vững tinh thần chiến đấu là khả năng cao là win anh em nhá. Đây à, uầy, phải hàng à. Rồi nha, chạy vào đi em ơi. Cho nó chạy vào trong luôn thì kẹo cũng không có ngại nhá. Đây anh em, mình lại qua phía này. Xem là nó làm gì được mình này. Ok ok. Lại thêm tiểu máu, 10 tiểu máu luôn. Một con số vô cùng là tròn chính này. Ấy, thanh niên quần hồng. Thanh niên quần hồng chính tỏ cà phê này. Qua đây em ơi. Quần hồng mũ đỏ à, ghê vậy. A đủ, a đủ, làm sao, làm sao. Uầy, quần hồng cà phê à, làm sao em ơi. Lên bảng điểm số luôn, yes. 8 kill rồi các bạn ơi. Dựng bom keo cái đấy, quần máu cho nó an toàn này. Từ từ anh em ơi, quần full cái đấy nhá. Sợ vãi nhở. Công nhận là tầm này là vùng mò thu hơi căng rồi nha anh em ơi. Hóng thôi, hóng thôi. Chưa thấy thằng của đâu cả. Và thực sự là kẹo bắn tầm này là kẹo rất là run tay luôn anh em ơi. Và chắc là anh em cũng như vậy phải không nào. Bây giờ là top 1 50-50 nhá. Ây, run tay quá anh em ơi. Và kẹo thì vẫn chưa thấy thằng của đâu cả này. Hello. Thay nên cuối cùng bạn đang ở đâu vậy? Trời ơi, mình chưa thấy bạn luôn này. Khổ thế nhở. Bạn đang trốn chỗ nào mà kỹ vậy ta anh em ơi. Hello, hello. Vâng, và 35 giây nữa vòng mò tiếp theo sẽ thu lại nha. Vòng mò tiếp theo sẽ là một vòng mò cực kỳ là nhỏ này. Có Ska và kẹo đổi qua Ska luôn. Những giây phút cuối trận đổi qua Ska thì mình không biết như nào nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình tự tin với cây Ska hơn. Thanh niên quấy đâu? Ờ, vãi hàng. Hello bạn ơi, bạn lại trốn đâu rồi? Ê, nói thật sự luôn là mình không biết bạn ở đâu cơ. Dã man nhở. Và anh em ơi, 3 giây nữa này, 2 giây này, 1 giây này, vòng mo của chúng ta đang bắt đầu thu lại rồi. Ghê vãi nhở. Thế nên cuối đâu rồi? Hello bạn ơi, bạn đâu rồi hả? Công nhận là tìm thằng bé này mệt phết anh em ơi. Uầy. Hello bạn ơi. Thế luôn bạn để mình tìm mệt mỏi vậy. Anh em thấy chưa? Anh em thấy được cuối chưa nhở? Uầy, bạn lén luôn cơ. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Hơi căng nha, rồi nha. Phóng lựu cầm tay thì kẹo vẫn dã ok nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào nhà nhanh, đúng rồi em ơi. Ăn no lựu nha em ơi. Uầy, ăn no lựu nha em ơi. Xem nào, qua đây em ơi. Uầy, dính lựu này. Làm sao, chắc còn tí máu thôi anh em ơi. Rồi nhá, cẩn thận nào. Cứ phải cẩn thận anh em ơi. Đâu rồi, anh lên đây à. Yes, tuyệt vời luôn anh em ơi. 9 kill top 1 nè, ăn mừng thôi nào. Uầy, vậy là chúng ta lại chiến thắng rồi nha. Nếu như mà anh em thấy video của kẹo hay, các bạn đừng quên like và chia sẻ video giúp kẹo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.